Một vài năm trở lại đây, nghề nuôi chim yến trở nên khá sôi động tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và Tây Nam Bộ vì tiềm năng kinh tế lớn. Tuy nhiên, vì sự phát triển nóng, số lượng nhà dẫn dụ chim yến thành công chỉ chiếm 1/3 trên tổng số nhà đang có trên khắp cả nước, kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường, xã hội. Đã từng đầu tư nhà yến bằng mọi giá, thậm chí là đi vay ngân hàng để có vốn đầu tư. Ông Nguyễn Đức Phong, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước không khỏi chán nản, thất vọng khi nhìn nhà yến lác đác vài tổ về cư ngụ. Sự thiếu hụt về kinh nghiệm cũng như biện pháp khoa học kỹ thuật đã khiến ông và nhiều gia đình khác rơi vào cảnh lao đao, thua lỗ. 4 năm về trước á, làm cái nhà yến nhưng mà mình còn non quá. Trong khi mình tìm hiểu chưa kỹ thì mình làm trong vòng 4 năm á, là mình không thấy hiệu quả gì hết. Nó có dĩ yến có về nhưng mà nó về rồi nó đi, chứ nó không có tồn tại trong cái nhà yến. Cũng từng nếm trái đắng của việc xây nhà cho yến, nên anh Hà Văn Thạnh là người hiểu rõ hơn cả về vai trò của yếu tố kỹ thuật trong việc quyết định sự thành công hay thất bại của một nhà nuôi yến. Vì vậy, khi được tiếp cận các phương pháp kỹ thuật phù hợp, anh nhận ra đây chính là chìa khóa giúp anh thành công trong lĩnh vực này. Hồi xưa là tất cả cái nghề yến nhà mình ấy là cứ đổ phân vô trong nhà, rồi là nước rồi xây hồ trong nhà, rồi là trồng cây cho mát. Thì nhà tôi cũng làm như người ta luôn, mà cuối cùng nhà mình không đạt thì mình cứ nghĩ là mát là con yến ở. Nhưng mà cuối cùng là thất bại không ạ? Thất bại, bây giờ là con yến là mình phải hiểu biết được 5 cái yếu tố âm, ẩm, sát, cái nhiệt. Và trong đó mình không biết một cái gì là 5 cái mà mình được 4 cái, mình bị một cái đã đủ chết rồi. Chim yến là loại chim tự nhiên nên tưởng dễ nhưng thật ra rất khó để dẫn dụ. Nhà yến muốn thành công phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện khắt khe về mùi, độ ẩm, ánh sáng, gió và cường độ âm thanh nhà yến. Để làm được điều này, công ty yến Sào Bảo Tín Rồng Vàng đã nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng những điều kiện thiết kế nhà yến như phương hướng, thiết kế lỗ thông gió, kiến trúc liên tầng, kích thước nhà nuôi yến lý tưởng. Song song đó cần sử dụng nhiều trang thiết bị hỗ trợ như hệ thống âm thanh dẫn dụ, hệ thống tạo ẩm và kiểm soát độ ẩm, tạo mùi. Để các cái nhà yến thành công thì chúng ta phải có những cái yếu tố rất là quan trọng. Nhất là cái phần vị trí và cái thiết kế ngôi nhà yến để nó chuẩn. Cái thứ hai là cái âm thanh giả lập ban đầu là phải chuẩn, cái thứ hai. Và cái thứ ba là mình phải thiết kế được cái môi trường sống của con chim phù hợp với cái đặc điểm sinh học của con chim. Trong cái môi trường sống nó có về âm thanh, thiết kế này đảm bảo giao thoa âm và cái tần số mà mở được cái âm thanh đó để con chim nó chịu ở trong nhà. Và khi nó chịu ở trong nhà rồi thì mình phải đảm bảo được cái môi trường. Môi trường gồm có gì? Âm thanh bầy đàn trong nhà yến và giữ chim khi nó tham quan nó đến. Và thứ hai là cái môi trường sống của nó là đảm bảo các yếu tố về sinh học, là không có những cái mùi tạp, ví dụ mùi bê tông trong nhà yến, những cái mùi mà tự sinh ra từ bê tông, từ môi trường kín và những cái vi khuẩn, vi nấm phát triển trong nhà yến là không được tồn tại trong đó, thì con chim nó sẽ ở. Và khi nó ở rồi thì nó sẽ tự xây dựng bầy đàn. Môi trường bên trong nhà yến được xử lý bằng công nghệ vi sinh tổng hợp từ 11 vi sinh ngủ đông, giúp môi trường trong sạch, đáp ứng được các chỉ số kỹ thuật sinh học, kiểm soát tăng đàn, phát triển bầy đàn bền vững, đồng thời cung cấp sản phẩm tổ yến chất lượng cao. Qua nhiều năm khảo nghiệm, nghiên cứu cùng với các chuyên gia đến từ Malaysia, Indonesia và công ty yến Hàng Song Anh, đến nay công ty yến Sào Rồng Vàng đã làm chủ công nghệ sinh học, áp dụng rộng rãi qua nhiều tỉnh thành, kết quả thực tế cho hiệu quả cao. Dẫn dụ yến vào nhà ở, phát triển bầy đàn và thu hoạch tổ yến phục vụ nhu cầu của xã hội. Quá trình là đã 3 năm rồi, nhưng mà thấy thì hai hiệp thợ thì không thành công. À, thì cơ may là gặp mà công ty yến Sào Rồng Vàng của Tú Tiến đây á, thì mới làm được 5 tháng nay á, thì tôi thấy hiệu nghiệm, có hiệu nghiệm cao. À, mà nguyên cái phần mà loa máy móc chỉnh âm thanh là rất nhỏ nhẹ, không như hồi xưa. Trước là mua biết bao tiền thuốc, cứ can rồi đủ các loại đó mà cũng không thành công hết. Thì kỳ này thì thấy 5 tháng nay thì thấy hiệu quả cao. Cùng với việc xây dựng các chuỗi giá trị liên kết, chuyển giao khoa học kỹ thuật, doanh nghiệp đã giúp bà con nông dân khu vực miền Trung, Tây Nguyên đến tận vùng mũi Cà Mau khắc phục, sửa chữa, phục hồi nhà yến thất bại, nâng cao hiệu quả đầu tư. Đặc biệt giải quyết được vấn đề ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư do loa nhà yến phát ra. Về phần âm, sử dụng âm thanh rất là nhỏ, không có ảnh hưởng đến bà con xung quanh.
lúc trước mình mở to rất là lớn. Đó là một cái điều mình rất là hài lòng. Còn về cái mùi thì đặc biệt không dùng phân, cho nên là không có hôi, vào nhà yến lúc nào cũng sạch sẽ. Cái nhà yến này tôi mới chuyển sang cái công nghệ nó mới, nên hôm nay là được khoảng tròn một năm thì thấy đàn yến đang phát triển rất là tốt và cái số lượng tăng đàn rất là nhanh, cũng như là bà con chòm xóm đây là rất là vui. Nhưng mà khi mà tôi đã chuyển sang cái công nghệ này, khi mà tôi có hỏi thăm mà xung quanh thì có ai bị phiền hà về tiếng ồn hay là bật cày gì không, thì tất cả mọi người đều rất là vui vẻ. Thì hiện nay chúng ta phải đạt được này, âm thanh là phải đạt được một tần số nhất định. Thì chúng tôi đang nghiên cứu được cái tần số của con chim nó vừa phải đặc điểm sinh học, thì nó chỉ dưới 50 decibel thôi là con chim sẽ mở tai nó nghe và nó đi theo cái đường mình dẫn nó vào trong nhà. Còn nếu mà nó mở to cái là cái tai nó úp lại và nó phản ứng lộn xộn hết, thì nó tạo cái bầy đàn rất lớn, chủ nhà rất là thích, cảm tưởng như là nhà mình rất nhiều chim, nhưng thực sự không phải, nó không ở. Cái hai là về công nghệ của chúng tôi thì chúng sử dụng toàn bộ hệ thống vi sinh ngủ đông để khử toàn bộ những chất độc trong nhà yến và khử được cái mùi bê tông, tạo được cái môi trường sạch sẽ trong nhà yến, thì nó mới mang lại cái sự thoải mái của con chim và tốc độ khí, nhiệt độ, độ ẩm, âm thanh phải đồng bộ với nhau. Và cuối cùng là nó là cái hang, hang là cái nhà mình xây ấy, nó phải phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật về nhiệt độ, độ ẩm, âm thanh, ánh sáng, tất cả cái đó phải đồng bộ với nhau thì chúng ta mới dụ được chim. Bây giờ chúng tôi đang cố gắng làm sao mà để hỗ trợ bà con, đưa cho bà con được những kiến thức cơ bản để vận hành cái nhà yến của mình. Và sau khi chúng tôi bàn giao ra thì tất cả các chủ nhà đều phải vận hành được cái đó thì chúng tôi mới bàn giao được, tự tay làm và tự đã vận hành. Sử dụng yến bằng nhà ở và thu tổ là một nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao, thậm chí còn được ví như mỏ vàng trắng. Tuy nhiên song hành với đó là tỷ lệ rủi ro thất bại lớn nếu người nuôi không được trang bị những kiến thức bài bản. Chính vì vậy, áp dụng khoa học kỹ thuật từ khâu thiết kế, dẫn dụ và vận hành đồng bộ là giải pháp cần thiết để bà con có thể đầu tư một cách chuyên nghiệp, bền vững và thành công.